K13 phải không, cái chồng. Quay vậy rồi lương tháng gì trung bình có nhiêu? Có đâu. Mới làm mà. Ừ. Nhưng mà về sau á, người ta coi á. Nhờ nhờ về sau phải không anh? Từ từ. Từ từ tao biết chứ, mới làm mà được có 100 mấy chục người đăng ký à. Kinh mình hay đọc lạ tao đăng ký nhiều. Cái nào nói chung không, tôi quay chủ yếu là quay thiên nhiên vậy đó, quay chứ không có quay độc lạ, quay bình thường à. Có độc lạ thì người ta làm nhiều rồi. Mình quay bình dân, quay như cảnh này cảnh kia đó, nuôi cá này kia đó, làm lúa vậy đó. Chứ đâu có quay xem ta được. Chứ ở mà trong phố mình đây độc lạ đâu bằng đồ của huyện Chi Tôn giống. Huyện Chi Tôn chống là độc lạ là dữ luôn đó. Ừ, người ta làm nhiều. Ừ. Ở Chi Tôn chống giờ làm nhiều lắm. Mình làm nói chung là Chi Tôn chống giờ nó cái giống quần què cũng làm chứ. Đồ mấy cài lột xong gì, nó xịt máy bay, xịt nén, xịt cái kiểu gì cũng được láng hết trơn. Ừ. Có thì làm hết, mình ừ. Mình ngoài này máy bay ít thôi. Mình ngoài này máy bay cũng ít. Ừ, mình ở chổng ở đây như ở đây đất manh quay không có đã, chổng ruộng nó bự nó quay rồi mấy cài. Đất chổng, đất chổng là đất trăm người ít gì cũng 20 công. Chổng nhiều đó, chổng đụng nó độc lạ hơn thầy lắm. Đợt này cắt ít hơn được rồi nha. Được rồi dữ lắm hả? Được rồi tới được rồi là nhiều dữ lắm. Như 7 tấn đi. Thì gấp đôi đó phải không? Ừ. Vậy là cái này là nó nổi như mùa u luôn rồi, nổi như ốc ừ, rồi. Ừ, dữ lắm nổi. Rồi chứ rồi. Rồi nổi cái như bơi xuồng cũng được. Chứ rồi ông anh này cũng theo gì vớt vậy đó hả? Mà được rồi tăng cường vớt lên và tăng cường bơi xuồng lên. Thêm ngừ nữa hả? Ừ, thêm ngừ hay ngừ nữa. Tại nó nhiều quá mà. Nhiều quá làm dễ gì vậy. Mít đợt này là mít nhất nhiều hơn được nhiều không? Thấy nhiều không? Không, nó mới cắt rồi nó khoan rồi. Nó bắt mít rồi nó còn 9 kg thấy chuột kia nó cũng 9 kg rồi. Da bóng đạt mới được. Không bị chuột cạp đúng không? Tùm lum chứ không? Cạp là thua. Mình bao lâu rồi anh? À, mới làm có tháng ngoài à. Nói chung làm này cũng nhiều người coi rồi ủng hộ chứ làm đơn lẻ quá. Bởi vì người ta hay làm nhóm á. Nhóm á đơn lẻ nó không có nhiều bằng. Đơn lẻ thì nó lâu, chậm. Chừa mà giống như chừa trái hay trái vậy đó, ăn sao vớt. Chắc này cái nó đụng lên rồi đó. Rồi vớt sao đi. Vớt này thẳm lắm. Vậy không? Đang sao đây? Bữa nay vớt sao lấy gai đi. Đây đi. Rồi gai sao? Đây thẳm lắm. Tôi nó đắng em bơn chút bạn. Rồi cứ bơi lấy gai tới gì hoài. Rồi cứ đứng đó đi. Đứng gần trước lại đó, quay lại đây cũng được. Một người trước rồi. Đâu có sao đâu. Té thì tắm. Trời, nó chống nước không? Ừ. Nghe nói nghe gọi mà chống nước trời cũng được không? Nghe gọi trời đập. Trời thì banh luôn. Mít này cắt thấy hàm quá rồi. Chả nó không có chồng chả nó không? Không có chồng không? Biết em không? Biết, nhưng mà hỏi có chồng không á? Lúa không ha? Kìa bên đó con trái kìa. Hồi đó ông tính làm mà mất thêm một số nữa mà. Ông trồng nhiều trước đó chứ ông tính lên mít nữa đó. Ông tính đắt quá nhiều ha.
của ông anh Phú nè. Nhiều. Ổng chỉ cần nhiều thôi là ổng sống khỏe rồi. Có con đi học rồi lo đi học nữa thôi chứ. Nhỏ nãy luyện thì kêu nó mập lớn nhá, kêu mập. Con này mập thì không kêu mập. Có mấy trái gì mới im nữa trời, hết thế mấy trái đó rồi. Mấy trái đó căng gà ký dữ lắm. Thằng mít này tính ra chi phí của nó cũng im hơn bằng lúa nhiều. Lúa bây giờ quá trời với giá phân với lại cái thuốc lên, lúa mặn không lời. Phân lên thuốc lên luôn vậy. Mít này trái ha em. Này là mít nhất mít gì nó căng xô hết trơn luôn hả? Nó căng không có ý nó là nó căng lên xe hết luôn phải không? Chứ không bỏ phải không? Mua là mua hết đó ha, không bỏ cái nào hết. Cũng như phân loại ra vậy thôi chứ mua là mua hết. Tôi đang cũng mua luôn. Vậy thì nhà vườn ta đỡ bán ra kia. Vậy là hết này là qua bển là vô rồi. Đi vô luôn không? Không, đi bữa nay vô. Chút quay cái xuồng khổng nè. Đứng đàng hoàng quay xuồng khổng này, còn đứng không đàng hoàng là họ quay xuồng gầm á. Có đâu lên nè, lên bờ cái quay lại, quay ngược lại. Vớt nãy giờ nhiều quá. Mít này nặng lắm, một xuồng luôn. Làm này nó cực á, buổi sáng không à. Xong rồi. Xuồng mít này có tán không ông Linh? Hả? Xuồng này có tán không? Như mấy cái rồi là xuồng là mình tắt máy phải ke. Quất là xuồng là lé 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 vậy nè. Rồi không dám thở. Tại quá nhiều đó. Cái này thu hoạch có cái xuồng gì cũng đỡ. Đỡ chi phí. Chứ nhầm nhà vườn không có làm này khó. Có xuồng đỡ. Rồi tới con bò ơi. Quá êm. Chưa đói nữa chứ. Nói cũng không nè. Cơ bổng gì hả? Quay là đưa lên bạn mà nó bắt chết cha. Vậy? Quay lên đưa bạn mà nó bắt chết. Đưa đâu bắt? Nó cấp mít. Tạo. Ổng không cho hay biết đâu. Ừ. Ở đâu lận? Tôi với đàn chút nè. Ừ. Cái xuồng này cỡ nhiêu ký à anh? Mẹ. Ừ. 500 đó hả? Wow. Bệnh gì? Tôi khổ vậy. Buông ra. Ông
mình nhiễm mình cũng chưa biết mình bệnh. Mấy này mà thấy anh thấy mình nhất nhiều không anh? Này cũng chưa biết, lên bắt mới biết. Lên mới coi mới biết ha. Bên trên bờ dịch tới dịch lui coi gai coi da rồi lên. À, kỹ quá ha. Cái gục cái mớp gai mình trên mít gì vậy? Nhục hai dục mớp gai à. Hai dục mớp gai có tiếng rồi. Nó đưa vô lính mới vớt bảy. Ui. Vớt tiêu vớt không chịu cũng bay lên xe bay lên bờ. Rồi, là dữ dằn một bình luôn, tán quay một cái rồi, là dữ dằn luôn. Thì